chào mọi người nhá. Quay cho mọi người lô quất đây. Mấy bạn cứ bảo là bán đắt thế, bán giá thế thì giữ lại một dùng hết đây. Hôm nay là đánh quay cho mọi người đây. Cây to đẹp luôn đấy. Xỉ giá quá rẻ luôn. Em còn 100 cây nữa nhá các bác nhá. 100 cây nữa. Thoải mái cho các bác chọn luôn đấy. Bác nào mua từ 10 cây đến 20 cây thì giá là 350k một cây nhá. Cây rất là đẹp luôn. Cây rất đẹp nhá. Con này cao cây nó tầm cả bầu nó cao ở tầm 2,5 m rồi luôn. Chưa tính bầu đấy, chưa tính bầu cao tầm 2,5 m rồi. Cây này nhấc dài quá là cao, cao đẹp luôn. Hôm nay đánh cho khách 50 cây. Đánh cho khách ở Yên Bái à. Bạn ơi, bạn ở Yên Bái à? Đánh cho bạn khách ở Yên Bái 51 cây. Cây rất là đẹp nhá. Chào bạn Huyên Phin, cảm ơn bạn đã follow mình ạ. Mọi người ơi, mọi người xem like có 325 bạn xem like rồi. Các bác xem like thả tim thả like giúp em vậy ạ. Các bác xem like các bác thả tim thả like giúp em nhá. Thả tim thả like giúp em ạ. Hôm nay bán cho mấy bác ở Yên Bái. Giá các bác mua lẻ giá sao ạ? Mua lẻ mình các bạn ơi, mình thông cảm cho mình chỉ bán xỉ thôi. Cái hàng quất này, riêng hàng quất này mình chỉ bán xỉ cho khách xỉ nhá. Đó, các bạn tại vì cái hàng này cây nó rất là to, các bạn mà mua một cây thì cũng phải chở một chuyến xe ô tô tải. Chứ xe máy thì người ta không chở được cái này đâu. Thì một chuyến xe ô tô tải về mọi người thì giá đội cao, thì thà rằng các bác ra ngoài điểm bán các bác mua ủng hộ cho các bạn đi buôn về thì vẫn là được giá rẻ. Chứ em mà bán lẻ một cây này thì các bác tiền cước còn cao gấp 3 lần tiền cây cơ. Cái cây nó to mà. Tiền cước sẽ cao gấp 3 lần tiền cây. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. Giá xỉ là 350k một cây nhá. Bạn ơi bạn. Có bạn đứng ở đây hộ mình không? Đứng cạnh cây quất hộ mình không? Chị đứng đi để em quay cho chị mét không. 8 thì chị đứng không. Đây. Không, tớ xấu lắm. Cứ bảo là tớ mét 8 bạn, đây. Không, đẹp bạn đứng đi. Đây 1m7 và ôi đứng đằng sau cây, quảng cáo cây, quảng cáo người đâu đứng đấy, hàng lướt hết cây. Đấy. Đây nhá, đây là người đứng này, cây này. Cây cực kỳ đẹp luôn, cây to đẹp luôn ạ. Chị bảo là đây em 1m8 đây. Đây bạn này một cao 1m7 này, thì cái cây này cao 2m này, cả bầu của nó lên nhấc lên, cả bầu lên này hơn 2m luôn. Alo. Em nghe đây ạ. Em ở Mễ Sở Văn Giang ạ. Vâng ạ, còn đấy anh ơi. Em còn nhiều ạ, anh mua loại nào anh ơi? À rồi rồi, anh qua Zalo số này đi em gửi định vị cho nhá. Cảm ơn bạn Toàn PT85. Cảm ơn Trần Chiến Tokyo 92 đã follow mình ạ. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn xem like. Cảm ơn bạn chia sẻ. Bạn DF5 đã chia sẻ video like. Thế không? Xem trên TikTok hay là trên trang? À, trên trang. Bây giờ xem theo cái TikTok thêm đi. Đang phát TikTok này. Đang phát TikTok. Em bán xỉ là 350k một cây nhá. BC Định Thịnh, bạn nói 50 cây thì giá 350k nhá bạn nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của mình là 0969162214 ạ. Cây rất là đẹp luôn ạ. Nẻ bao nhiêu? Nẻ em không bán nẻ các bác ơi. Một cây này phải một chuyến xe ô tô tải rồi, xe ôm không chở được cây này đâu. Nếu các bác mà mua lẻ thì tiền cước của các bác thì quá tội tiền cây, các bác ra điểm bán các bác mua ủng hộ những người đi buôn. Đúng rồi. Đặt luôn đi. TikTok thì đánh số 0983804586, số của ông Tuân đi, ông Tuân lập trang này mà. 804 586. Phát vào tỉ khóa luôn. Phát TikTok là không được phát bằng, không được quay số điện thoại đâu, nó hiện lên là nó chặn đấy. Cảm ơn Cường Vi Dần Trần. Bạn ở đâu vậy? Em ở Văn Giang Hưng Yên đấy các bác nhá. Em ở Văn Giang Hưng Yên ạ, để đợi em lát em phát ở trên trang tiếp ạ. Phát ở trên trang là cái số điện thoại này là nó hay bị đang phát là các bạn cứ gọi điện thoại. Đấy. Chờ em lát. Anh cả hai hàng anh Toàn ơi.
Đưa bánh thẳng hết cái dọc từ đấy xuống là được hơn 40 cây, đánh bên này 9 cây nữa là xong.